Cựu chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị đề nghị 30 năm tù với hai tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và tội đưa hối lộ, cựu chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị đại diện viện kiểm sát đề nghị hình phạt 30 năm tù. Chiều 24 tháng 12 phiên tòa xét xử vụ án xảy ra tại công ty AIC, bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai đã diễn ra đến phần đề nghị mức án. Đại diện viện kiểm sát nhân dân Hà Nội đề nghị tòa sơ thẩm tuyên phạt Cựu bí thư Đồng Nai Trần Đình Thành 10 đến 11 năm tù về tội nhận hối lộ. Cùng tội này, cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân Đinh Quốc Thái bị đề nghị 9 đến 10 năm tù. Bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu chủ tịch công ty AIC đang bị truy nã, bị đề nghị 16 đến 17 năm tù về tội đưa hối lộ, 14 đến 15 năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Tổng hợp hình phạt, viện kiểm sát đề nghị bị cáo Nhàn là 30 năm tù. Đồng phạm với bà Nhàn, Phó Tổng giám đốc AIC Trần Mạnh Hà đang bị truy nã, bị đề nghị tổng mức án lên đến 25 đến 27 năm tù. Theo quy định của pháp luật thì việc áp dụng tính thời hạn án tù chỉ tính từ khi bắt được bị cáo hoặc bị cáo ra đầu thú. Cựu giám đốc bệnh viện Đồng Nai Phan Huy Anh Vũ bị đề nghị tổng hình phạt 19 đến 21 năm tù về các tội nhận hối lộ và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Trong khi cựu giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai Bồ Ngọc Thu bị đề nghị 4 đến 5 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga, phó tổng giám đốc công ty AIC bị đề nghị 8 đến 9 năm tù về tội vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Theo viện kiểm sát, căn cứ diễn biến phiên tòa và hồ sơ vụ án, cơ quan tố tụng có đủ căn cứ để xác định bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã chỉ đạo các bị cáo là nhân viên dưới quyền thực hiện quy trình 70 bước để thông thầu, gian lận đấu thầu và trúng 16 gói thầu tại dự án bệnh viện Đồng Nai. Bà Nhàn còn chỉ đạo lập các công ty quân xanh giúp AIC trúng thầu, thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 152 tỷ đồng. Còn các bị cáo Trần Đình Thành, Đinh Quốc Thái và Phan Huy Anh Vũ và Bồ Ngọc Thu đã nhận hối lộ hơn 43 tỷ đồng từ bà Nhàn và công ty AIC để giúp doanh nghiệp này tham dự và trúng 16 gói thầu mua sắm thiết bị y tế tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Quá trình điều tra, truy tố và xét xử, ông Trần Đình Thành cùng các đồng phạm đã thừa nhận cáo buộc các bị cáo cũng tích cực nộp khắc phục toàn bộ số tiền nhận hối lộ, nên Viện Kiểm sát đề nghị tòa sơ thẩm xem xét, đánh giá khi lượng hình. Cũng theo đại diện Viện Kiểm sát trong số 36 bị cáo của vụ án, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và 7 người khác đã bỏ trốn dù được kêu gọi ra đầu thú để hưởng khoan hồng. Việc tòa án xét xử các bị cáo kể cả 8 bị cáo vắng mặt là kịp thời, đúng trình tự thủ tục về tố tụng với tinh thần trốn cũng không thể trốn được. Thưa quý vị ngày 24 tháng 12. Thưa quý vị ngày 24 tháng 12, Công an quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng thông báo truy nã Lương Ngọc Long, 35 tuổi, ngụ tổ dân phố 9, thị trấn Chư Ti, huyện Đức Cơ tỉnh Gia Lai về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an quận này cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lương Ngọc Long cùng tội danh trên. Theo điều tra, đầu tháng 2 năm 2021, Lương Ngọc Long từ Gia Lai xuống thành phố Đà Nẵng tìm việc làm. Trong thời gian thất nghiệp, Long nảy sinh ý định giả mạo sĩ quan quân đội để lừa đảo. Long lên mạng xã hội tìm mua 3 bộ quân phục đặt làm bảng tên Lương Ngọc Long, đồng phục, cầu vai quân hàm đại úy và phù hiệu của quân chủng phòng không không quân. Sau đó, Long lập nhiều tài khoản Zalo, TikTok và đăng những hình ảnh liên quan đến hoạt động của một số đơn vị quân chủng phòng không không quân. Sau khi dựng lên hồ sơ sĩ quan quân đội giỏm, Long kết bạn với nhiều cô gái gửi hình ảnh sĩ quan của Long để chiếm lòng tin. Ngay trong tháng 2 năm 2021, Long kết bạn với chị L tại thành phố Đà Nẵng qua TikTok. Long mạo danh là đại úy còn độc thân. Chỉ sau vài ngày yêu nhau, qua mạng, chị L đã cho Long mượn 4 triệu đồng một điện thoại di động hiệu OnePlus 8 Pro, tổng trị giá khoảng 24 triệu đồng. Đến cuối tháng 3 năm 2021, Long tiếp tục kết bạn với chị S tại thành phố Đà Nẵng qua Zalo. Cũng chỉ trong thời gian ngắn quan hệ tình cảm, Long mượn chị S 57 triệu đồng rồi cắt liên lạc. Sau đó, Long vứt bỏ các bộ quân phục, bảng tên, mũ và trở về quê. Sau khi bị khởi tố, Lương Ngọc Long đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban nhân dân huyện Tuy Đức đã có văn bản báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về vụ việc nữ hiệu trưởng phân công giáo viên đi tiếp nhiều đoàn khách VIP mà báo người lao động đã phản ánh. Ngày 23 tháng 12, ông Phạm Ngọc Ẩn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông đã ký văn bản báo cáo xử lý thông tin báo chí gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông và báo người lao động. Theo báo cáo, Ủy ban nhân dân huyện Tuy Đức nhận được đơn tố cáo của các giáo viên trường mầm non Hoa Lan, xã Quảng Trực, đề ngày 20 tháng 9 tố cáo hành vi vi phạm pháp luật đối với bà Đỗ Thị Oanh, hiệu trưởng nhà trường. Sau khi tiếp nhận đơn, Ủy ban nhân dân huyện Tuy Đức đã ban hành quyết định thụ lý đơn tố cáo đối với bà Đỗ Thị Oanh. Theo đó, bà Oanh đã điều giáo viên đi uống rượu bia tại các đơn vị như là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nam Tây Nguyên, đồn biên phòng 11 12, ban quản lý rừng phòng hộ Thác Mơ, tri cục hải quan cửa khẩu Bu Prang, công an tỉnh trong và ngoài giờ hành chính. Bên cạnh đó, bà Oanh đã có những vi phạm như sử dụng sai mục đích nguồn tiền của phụ huynh kinh phí công đoàn, bắt giáo viên đi hái cà phê thuê giữa dịch bệnh Covid-19. Bảo Anh la mắng kế toán nhà trường, tự ý thu điện thoại cá nhân của giáo viên. Thậm chí Bảo Anh còn mua bán với công ty sách với thể loại sách không phù hợp với mục tiêu nội dung chương trình giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, rồi yêu cầu giáo viên bán cho phụ huynh, làm trái quy định của pháp luật. Lập chứng từ khống hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, lập hồ sơ chi tiền trông trẻ buổi trưa, nhưng thực tế lại chi tiền đồng phục. Ngoài ra, còn hàng loạt nội dung tố cáo khác đã được chuyển đến Ủy ban Kiểm tra huyện ủy Tuy Đức để xem xét, xử lý theo quy định của Đảng. Thưa quý vị, liên quan đến clip một tài xế lớn tiếng với khách du lịch lan truyền trên mạng xã hội thời gian vừa qua, chiều ngày 23 tháng 12, lãnh đạo Phòng Văn hóa Thông tin thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng cho biết đã mời tài xế trong vụ việc đến làm việc. Theo lãnh đạo Phòng Văn hóa Thông tin thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, ngay khi tiếp nhận thông tin phản ánh, cơ quan này đã đề nghị Công an thành phố Đà Lạt, Công an tỉnh Lâm Đồng vào cuộc để truy tìm và mời tài xế trong clip đến làm việc, xử lý đúng hành vi vi phạm. Cơ quan này cũng cho biết đã liên hệ với nữ du khách và gửi lời xin lỗi của thành phố, đồng thời hứa sẽ xử lý vụ việc một cách thấu đáo. Bằng chứng có được đến thời điểm này, có thể thấy tài xế đã vi phạm nghiêm trọng quy tắc ứng xử của ngành du lịch đối với du khách. Đồng thời, Phòng Văn hóa Thông tin thành phố Đà Lạt sẽ kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt có công văn gửi đến hãng taxi hủy hợp đồng đối với tài xế có hành động thiếu văn minh lịch sự trong ứng xử với khách hàng. Tài xế trong clip được xác định là phạm văn công là thành viên của hợp tác xã taxi Hòa Bình Đà Lạt. Nữ du khách bị chửi bới và bị ném đồ đạc đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó trên mạng xã hội xuất hiện một clip 6 phút 9 giây ghi lại cảnh một tài xế xe dịch vụ có những hành động và lời nói tục tĩu với nhóm nữ du khách. Thậm chí tài xế này còn vứt đồ đạc của các du khách xuống đất và trúng đầu một nữ du khách trong nhóm. Hiện chưa rõ nguyên nhân khiến lái xe có hành động như vậy, nhưng việc chửi bới, ném đồ vào người khác, đặc biệt là khách du lịch như vậy, đã khiến dư luận rất bức xúc. Thưa quý vị, chiều ngày 23 tháng 12, Văn phòng tỉnh ủy Hải Dương phát thông cáo báo chí kết luận kiểm tra của Ban Thường vụ tỉnh ủy về công tác lãnh đạo chỉ đạo việc tổ chức thực hiện mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao, thuốc, liên doanh liên kết trang thiết bị y tế. Trong đó có nội dung xem xét thi hành kỷ luật Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Hải Dương. Theo thông cáo, sau khi xem xét báo cáo của đoàn kiểm tra, Ban Thường vụ tỉnh ủy Hải Dương kết luận, bên cạnh những kết quả đạt được, Đảng ủy Sở Tài chính, Đảng ủy Sở Y tế đã vi phạm quy chế làm việc vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, thiếu trách nhiệm trong việc quán triệt triển khai các văn bản của Đảng, pháp luật của nhà nước, thiếu kiểm tra giám sát cho công tác mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao, thuốc, liên doanh liên kết trang thiết bị y tế, không kịp thời phát hiện, ngăn chặn các vi phạm của đảng viên là người đứng đầu đảng ủy và người đứng đầu tổ chức đảng trực thuộc. Để xảy ra các vi phạm khuyết điểm trên, trách nhiệm thuộc về Đảng ủy Sở Tài chính, Đảng ủy Sở Y tế và ông Phạm Hữu Thanh, Phó Giám đốc Sở Y tế, ông Đinh Huy Hưng, trưởng phòng kế hoạch tài chính Sở Y tế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao ông phạm hữu thanh thiếu sâu sát cho công tác kiểm tra giám sát quản lý điều hành không kịp thời phát hiện ngăn chặn các sai phạm nghiêm trọng tại đơn vị trực tiếp phụ trách là cdc hải dương các vi phạm của đảng ủy sở tài chính đảng ủy sở y tế và ông phạm hữu thanh đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật đảng